Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn các bạn giải cái phần sau khi tung hấp pro cứ đem u tăng ghe phần sim hoa nha. Hôm nay mình qua tiếp bài số 14, đó là nắm bút thông nghi rư vi hành đủ dốc nỗ lực để mà thống nhất Nam Bắc. Rồi mình sẽ qua tiếp tục nha. Câu số 1. 1번 대한민국 분단의 현실에 대한 설명으로 틀린 것은 cái này là mình hãy tìm cái sai và giải thích về cái hiện thực là cái hiện thực của vấn đề mà mình phân tán tức là phân chia bị chia cắt của Đại Hàn Dân Quốc. Đại Hàn Dân Quốc. 1번 대한민국의 세계 유일의 분단 국가이다. Làm Hàn Quốc là cái quốc gia mà duy nhất trên thế giới bị chia cắt. 이번 수많은 이상 가족 문제는 거의 해결되었다. Là cái vấn đề á mà các gia đình bị phân tán, nhiều gia đình bị phân tán 수많은 거의 hầu như đều đã được giải quyết. 3번 언어나 생활 방식이 달라졌다. Cái cách sinh hoạt hay là ngôn ngữ thì đã bị thay đổi nhiều. 달라졌다. 4번 군사적 대립으로 막대한 국방비가 지출된다. Có nghĩa là cái phí quốc phòng mà khổng lồ vì cái vấn đề mà đối lập về quân sự của hai bên Nam Bắc á, thì mình đã phải chi rất là nhiều. Mình đã chi cái phí quốc phòng khổng lồ vì cái lý do mà đối đầu về quân sự, đối lập đối đầu về quân sự. Vậy trong câu này mình sẽ có câu sai là câu nào các bạn? Khi các bạn đọc tên á, thì các bạn sẽ thấy có một cái câu mà nó có cái vấn đề, đó là câu số 2. Đó là nó nói về cái vấn đề mà gia đình mà bị phân tán, nhiều gia đình phân tán ở Hàn Quốc á, là hầu như cái vấn đề này đã được giải quyết. Thì các bạn biết là cái Isang Gajuk á, Isang Gajuk là cái gia đình gì các bạn? Tức là cái gia đình mà khi mà trước chiến tranh á, là trước cái năm mà 1950 á, năm 1950 chiến tranh bắt đầu, năm 3 1953 là chiến tranh kết thúc. Thì trước năm 1950 á, thì giữa Nam và Bắc á, là người ta đi qua đi lại được luôn. Nhưng mà sau năm 1953 á, thì là nó bị, tức là nó chia ra hẳn đất nước là Nam Bắc và nó chia ranh giới luôn. Cái đường mà để đi qua Nam Bắc á, thì nó đã bị, nó bị nói chung là nó ngay cái chỗ đó là nó không có cho đi qua lại nữa, mà nó có quân sự nó chiếm giữ cái đó, nó không cho đi qua đi lại nữa. Tức là những cái người mà hồi trước đã đi qua miền Nam á, những người ở miền Bắc đi qua miền Nam để mà làm việc cũng như là đi chiến tranh á, hoặc là đi vấn cái đề gì đó mà ở lại luôn miền Nam á, thì bây giờ không có thể đi về miền Bắc nữa. Hoặc là những người ở miền Nam mà đi qua miền Bắc làm việc hoặc là như thế nào đó thì người ta không thể đi qua miền, quay trở về miền Nam được nữa, nên là đã xảy ra cái hiện tượng là Isang Gajuk. Và hiện nay á, thì cái vấn đề này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, mà trong đây nó ghi là khỏi heo thuê tà. Mấy ngày trước á, thì các bạn cũng thấy trên TV có cái lễ mà tương phùng giữa cái những cái gia đình là Isang Gajuk á, thì các bạn cũng thấy đó là người ta vẫn chưa có được gặp nhau thường xuyên, cũng như là chưa có được mà tái hợp với nhau, tại do là chiến tranh thì đã nói sao ta, chiến tranh á, thì bây giờ nó đang đình chiến. Tuy nhiên á, là phải thống nhất á, hoặc là có cái hiệp định nào rõ ràng á, để cho miền Nam miền Bắc được đi qua lại á, thì cái Isang Gajuk này mới được giải quyết. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa có cái đó, nó vẫn chưa có được giải quyết, nên câu số 2 sẽ sai nha. Còn câu số 1 đúng là sao các bạn? Ở Hàn Quốc á, các bạn nghe này, các bạn có nhớ là cái quốc gia đầu, cái quốc gia không phải đầu tiên mà quốc gia hiện tại là quốc gia duy nhất trên thế giới là bị phân chia Nam Bắc. Duy nhất trên thế giới nha. Những cái nước khác á, nó cũng bị phân chia, tuy nhiên á, là nó đã thống nhất hết rồi, chỉ còn Hàn Quốc là nước duy nhất trên thế giới thôi. Tiếp theo câu số 3 sai là, đúng là sao các bạn?
là cái cách thức sinh hoạt và ngôn ngữ đã thay đổi rất là nhiều. Các bạn coi sách đó, thì cũng sẽ biết là người Bắc Hàn á, người ta không có như là Nam Hàn. Nam Hàn á là người ta du nhập những cái từ như là từ tiếng Anh người ta chuyển sang tiếng Hàn người ta nói, rồi những cái giới trẻ người ta thay đổi, ví dụ như người ta rút ngắn lại cái từ, người ta tạo nên những cái từ mới rất là nhiều. Nhưng mà ở Bắc Hàn á thì nó là giống như là cổ hủ vậy đó, nó sử dụng từ ngày xưa tới bây giờ luôn, nên là nó có rất là nhiều sự thay đổi về ngôn ngữ cái cũng như là cái cách thức sinh hoạt. Thì ở hai bên khác, hai đất nước khác nhau thì tất nhiên là giống như cái kiểu văn hóa thì từ xưa nó truyền lại á thì nó vẫn vậy, cái nào cũng là từ xưa. Tuy nhiên là Bắc Hàn nó không có thay đổi nhiều, còn Nam Hàn thì nó đã thay đổi rất là nhiều rồi, nên là trong trường hợp này câu 3 là đúng nha. Câu số 4, 군사적 대립으로 막대한 국방비가 지출된다. Vì vấn đề chiến tranh nên là hiện tại á, là Bắc Hàn á, thì nó vẫn có cái nói chung là mình xem thời sự á, thì mình vẫn thấy là nó vẫn ôm cái mộng là chế biến vũ khí hạt nhân này nọ. Thì cái vấn đề mà quân sự á, thì bên Nam Hàn á nhờ rất là nhiều vào thằng Mỹ, nên là phải chi viện cho thằng Mỹ để cho nó giống như là nó duy trì hòa bình ở cái bán đảo Triều Tiên này, nên là cái bán đảo Hàn Quốc, nên là cái vấn đề mà chi nhiều cái tiền quốc phòng cho cái chiến tranh á, cho cái vấn đề mà đối lập về quân sự này là cái vấn đề hoàn toàn chính xác. Vậy câu sai trong đây mình sẽ chọn là câu số 2 nha. Tiếp tục mình sẽ có câu số 2. 2번 다음 중 남한과 북한의 언어가 틀리게 연결된 것은, là cái mà được kết nối, được liên kết sai trong cái phần mà nói về cái ngôn ngữ giữa Nam và Bắc Hàn trong những cái sau này là cái nào đây các bạn? 1번 도시락, 도시락 và là quạt bắp. Doserak là gì các bạn? Doserak là cơm mà giống kiểu như cơm phần á, cơm phần hoặc là cơm hộp của mình á, cơm hộp hoặc là cơm mình đi làm mà mình dở theo á thì gọi là doserak. Thì ở Hàn Quốc gọi là thủ si đắc, còn ở Bắc Hàn sẽ gọi là tiếp theo nha. Ramen, ramen ở Nam Hàn thì gọi là ramen, còn ở Bắc Hàn sẽ gọi là kuburang guksu, kuburang guksu. Cái này trong sách có nha. Tiếp theo 3번 주차장, 주차장 là ở Nam Hàn, còn ở Hàn Quốc ở Bắc Hàn gọi là gì các bạn? Cha un dung chang, không phải là cha un dung chang mà là cha ma dang. Các bạn coi sách nha. Cha mã tăng, cha mã tăng, mã tăng là cái sân á, còn cha là xe, cái sân mà để xe. Tiếp theo 4번 날씨,날씨,날씨 là ở Hàn Quốc gọi là thời tiết, còn ở Bắc Hàn gọi là 날거리, 날거리. Vậy trong trường hợp này thì các bạn chỉ cần đọc sách là biết rồi. Câu số 2 mình sẽ chọn đáp án là số 3. Tiếp tục mình qua câu số 3 nha các bạn. 3번 다음 중 통일이 어려운 이유를 밖에 설명한 것은, trong những cái sau đây thì cái mà giải thích đúng về cái lý do mà để cho việc thống nhất Nam Bắc nó khó khăn. Mình coi cái lý do nào hợp lý nha các bạn. 1번 남북이 서로 교류를 많이 하고 있다, là Nam Bắc á, thì đang có rất là nhiều cái giao lưu lẫn nhau, tức là giữa Nam Bắc á, thì đang giao lưu rất nhiều với nhau, giao lưu về văn hóa này nọ, giao lưu rất là nhiều với nhau. Thứ hai, 국민들이 원하지 않고 있다, tức là người dân không có mong muốn, tức là không mong muốn gì các bạn, thống nhất đất nước. 3번, 주변 국가의 이해 관계가 복잡하게 얽혀 있다, tức là cái quan hệ giữa những cái nước xung quanh á thì nó đang rối rắm, nó phức tạp. 4번 남북한이 문화와 생활 방식이 너무 달라서 통일이 어렵다. Cái cách thức sinh hoạt và cái văn hóa giữa Nam Bắc á, thì nó khác nhau quá nhiều nên là rất là khó khăn trong việc thống nhất đất nước. Thì trong đây các bạn nhìn thì các bạn sẽ biết là cái lý do mà đúng nhất sẽ là lý do gì nha các bạn. Không thể thống nhất đất nước, lý do đúng nhất đó là lý do gì đây? Mình sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án số 3 nha các bạn. Tức là cái quan hệ
y hệt hoàng ghê và quan hệ lợi ích giữa các quốc gia xung quanh, nó rất là phức tạp. Các bạn đọc sách thì các bạn sẽ thấy cái phần này nó ghi rất là rõ ràng, tức là bây giờ mà ví dụ như là thống nhất đất nước đó, thì ví dụ như thằng Mỹ nói một cách gọi là sao ta, sơ sơ vô là mình biết là thằng Mỹ nó đang bảo hộ cho Hàn Quốc, và nó Hàn Quốc đang chi một cái lượng tiền rất là khổng lồ cho thằng Mỹ, chi được cái lượng tiền khổng lồ cho thằng Mỹ để mà nó bảo vệ Hàn Quốc hàng năm. Thì các bạn coi thời sự sẽ biết là Hàn Quốc chi rất là nhiều tiền phí quốc phòng và chủ yếu là cho thằng Mỹ nhiều nhất, nên là cái vấn đề mà thằng Mỹ á, bây giờ mà thống nhất đất nước á, thì thằng Mỹ á, nó sẽ không có nhận được cái tiền mà bảo hộ đó nữa, là để chi tiêu quân sự đó nữa, thì nó bị tổn thất thì nó đâu có chịu là thống nhất đâu. Nên các bạn nghĩ đơn giản như vậy là được rồi. Còn những cái nước khác như là thằng Trung Quốc, Trung Quốc thì nó bên phía Bắc Hàn, thì hiện tại á, thì nó giống như cái vấn đề mà nó xuất những cái hàng qua Trung Quốc rẻ này nọ, những cái nguyên liệu này nọ, thì nếu mà thống nhất rồi á, thì Hàn Quốc nó sẽ Hàn Quốc mà các bạn cũng biết rồi, cái công nghệ của nó cao, nó sẽ khai thác những cái mà đang có ở Bắc Hàn để nó khai thác để nó làm giàu hơn, thì lúc đó thằng Trung Quốc cũng đâu có được nhập với cái giá rẻ nữa. Nên là cái vấn đề mà các bạn nghĩ đơn giản là vấn đề Hàn Quốc và Mỹ nè, Bắc Hàn và Trung Quốc nè, thì nó đang có cái quan hệ mà lợi ích rất là sâu sắc, nên nó phức tạp lắm, nên là nó không có muốn cái bán đảo Hàn Quốc này được thống nhất. Còn cái vấn đề cái câu một sai là sao các bạn? Thống nhất quốc gia là do Nam Bắc đang giao lưu rất là nhiều với nhau, thì rất là khó khăn cho thống nhất quốc gia, thì nó rất là không đúng. Tức là câu thứ hai cũng vậy, người dân của Bắc Hàn và Nam Hàn á, thì đang không muốn là thống nhất đất nước, thì không muốn cái vấn đề không không muốn thống nhất đất nước á, thì có lẽ là người Nam Hàn có một số ít á, là không muốn thống nhất thôi, chứ còn Bắc Hàn thì tất nhiên thống nhất thì nó sẽ được rất là nhiều lợi ích, nên là cái này người dân không muốn là không đúng. Và số 4, tức là cái đời sống, cái cách thức sinh hoạt, đời sống văn hóa khác nhau nhiều nên thống nhất khó khăn. Cái vấn đề này là không phải khi Nam Bắc thống nhất đất nước thì cái vấn đề mà cái văn hóa từ ngày xưa nó sẽ được duy trì. Nên là cái vấn đề này có ghi trong sách luôn, mà trong đây nó ghi là do vấn đề mà khác biệt văn hóa, khác biệt cách sinh hoạt nên là thống nhất khó khăn, thì không phải là vấn đề này ha. Câu 3 mình nhìn vô là mình sẽ thấy được cái câu đáp đúng là câu đáp án số 3 nha. Tiếp theo mình qua câu số 4. 4번 남북한이 통일이 되면 생길 장점으로 틀린 것은, là nếu mà Nam Bắc được thống nhất thì cái sai về cái điểm mạnh mà sẽ phát sinh là cái gì đây? Là Nam Bắc thống nhất thì sẽ Nam Bắc Hàn sẽ được cái điểm mạnh, và điểm mạnh đó không phải ở trong cái này, là sẽ có ba cái điểm mạnh và một cái sai. Rồi nha. 1번 정치적, 경제적 이익을 얻을 수 있다. Tức là mình sẽ có thể có được những cái lợi ích về kinh tế cũng như là chính trị. 2번 행복하고 안전한 삶을 살수 있게 된다. Sẽ được sống cái cuộc sống an toàn và hạnh phúc. 3번 강한 나라가 되어 다른 나라의 전쟁에서 이길 수 있게 된다. Tức là sẽ trở thành một cái đất nước mạnh và sẽ có thể là thắng được những cái nước khác, thắng được trong cuộc chiến tranh với những cái nước khác. 4번 공동체의 정체성을 회복할 수 있게 된다. Tức là nó sẽ có thể được hồi phục cái bản sắc của cộng đồng, tức là bản sắc chung của Hàn Quốc ngày xưa đến giờ. Thì trong câu này á, mình nhìn là mình sẽ thấy một câu nó sai tà lè tức lét. Các bạn thấy á, câu nào nó không hợp lý á, nó không hợp lý, các bạn chỉ cần biết và dịch ra thấy không hợp lý thì các bạn có thể chọn được. Trong đây câu số 3 nó là một cái câu không hợp lý nhất ha. Đó là trở thành một nước mạnh và có thể thắng trong chiến tranh của các với các nước khác. Thì thống nhất đất nước là cái mục tiêu thống nhất đất nước là để làm gì các bạn? Các bạn sẽ coi được ở câu 1, câu 2 và câu 4. Thống nhất đất nước để làm gì đây?
Và số 1 đúng là sao các bạn? Là sẽ có được những cái lợi ích về kinh tế cũng như là về chính trị. Và về chính trị là đất nước được thống nhất rồi thì mình không có phải mình bỏ nhiều tiền ra để mình chi cho chính trị nữa, chi cho cái chiến tranh nữa. Về chính trị á, mặt chính trị ổn định thì không phải chi cho chiến tranh nữa. Và cái lợi ích về kinh tế là khi mà mình không có sử dụng tiền mình chi cho chiến tranh nữa thì mình sẽ lấy cái tiền đó mình hỗ trợ phát triển kinh tế. Thì nó là một cái lợi ích mà câu số 1 nó đã nêu lên là hoàn toàn chính xác nha. Thứ hai là sống cái cuộc sống mà an toàn và hạnh phúc thì không có chiến tranh thì con người sẽ không có thấp thỏm nữa. Ví dụ như thằng Bắc Hàn nó không có chế tạo vũ khí hạt nhân nữa thì bên thằng Nam Hàn nó đâu có sợ nữa đâu. Thì không có chế tạo vũ khí hạt nhân nữa thì bây giờ nó an toàn rồi. Còn hạnh phúc thì an toàn là Nam Bắc nó được thống nhất thì những cái gia đình mà ly tán được gặp lại nhau thì hạnh phúc thôi. Gia đình hạnh phúc, có cuộc sống an toàn là vấn đề đương nhiên. Câu số 4 là sẽ có thể hồi phục được cái bản sắc của cộng đồng. Thì Nam Bắc nó là một đất nước mà hồi xưa nó là một đất nước, nên là khi mà mình thống nhất á, thì những cái văn hóa ngày xưa, những cái tính cộng đồng, những cái bản sắc dân tộc thì nó sẽ được hồi phục lại, nó sẽ thống nhất hai bên. Rồi câu số 4 mình sẽ chọn được đáp án là đáp án số 3 nha. Rồi mình sẽ tiếp qua cái phần bài số 15, đó là cái thể chế kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Rồi mình sẽ coi câu số 1 nha. Câu số 1, 대한민국의 경제 체제는 무엇일까? Cái thể chế kinh tế mà của Đại Hàn Dân Quốc là cái gì đây? 1번 경제 계획 경제 제재, 2번 시장 경제 제재, 3번 국가 경제 제재, 4번 국민 경제 제재. Thì trong cái này á, mình sẽ nhớ lại cái phần mình học ha. Cái phần mình học cái bài 15 á là trên thế giới sẽ chia ra làm hai cái thể chế kinh tế là thể chế kinh tế kế hoạch và thể chế kinh tế thị trường, nền kinh tế thị trường và nền kinh tế kế hoạch. Và vì vì như vậy nên mình sẽ bỏ được cái đáp án số 3 và đáp án số 4 nha. Mình sẽ coi nha. Nền kinh tế thị trường là cái nền kinh tế mà nó cho phép là phát triển tối đa cái năng lực kinh tế của quốc gia, tức là các bạn cứ nghĩ là thị trường, tức là mình hướng ra thị trường, con người được tự do phát sinh cái tự tự do mình phát huy cái khả năng và năng lực của mình để mình phát triển kinh tế. Còn nền kinh tế kế hoạch là sao các bạn? Nền kinh tế kế hoạch là quốc gia sẽ lập lên cái kế hoạch, ví dụ như là trong năm nay, ví dụ mình là làm công nghiệp đi thì mình sẽ có kế hoạch là mình sản xuất được bao nhiêu tấn lúa vậy đó, thì mình chỉ đạt được cái kế hoạch đó. Và cái nền kinh tế kế hoạch này các bạn nghĩ dễ hiểu một cách đó là các bạn cái ở Việt Nam hồi trước có cái thời kỳ gọi là hợp tác xã đó, giờ cũng có nhưng mà nói chung là nó giống như hợp tác xã vậy đó, cái kiểu gì đó là nhà nước ra kế hoạch cho mình làm, xong rồi mình làm hết, làm xong xuôi xong rồi đó, cái xong mình sẽ chia lợi ích ra, mình chia lợi ích cho tất cả mọi người bằng nhau, tất cả mọi người bằng nhau. Thì cái đó là do nhà nước chia nha, không phải là chia hết nhưng mà sẽ chia cho mỗi mỗi cái gia đình là mỗi phần bằng nhau. Ví dụ như là 1.000 tấn thóc đi thì sẽ chia cho mỗi gia đình là 1 năm 2 tấn, ví dụ vậy đó, thì sẽ chia ra cho bằng nhau, người làm ít người làm nhiều cũng được chia bằng nhau. Nên cái này là cái nền kinh tế kế hoạch. Nền kinh tế kế hoạch đó, thì nó không có thúc đẩy cái nền kinh tế phát triển lắm. Và hiện đó, Bắc Hàn đang theo cái nền kinh tế kế hoạch này, còn Nam Hàn sẽ theo cái nền kinh tế thị trường. Việt Nam mình cũng theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các bạn nào học Mác Lênin là các bạn sẽ coi được cái phần này. Hồi trước học Mác Lênin đó là xong nha. Nên là cái câu số 1 mình sẽ chọn ngay được cái đáp án là suy thăng chọn CCC. Thì các bạn cứ hiểu là suy thăng chọn CCC là nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường thì cho phát triển kinh tế, còn kế hoạch đó là làm theo kế hoạch xong rồi hưởng cái lợi ích từ cái kế hoạch này. Tuy nhiên là nhà nước đó, là sẽ chèn ép được dân, vì làm theo kế hoạch thì nhà nước tự phân chia lợi ích, còn cái này đó, thì lợi ích của bản thân mình thì mình tự mình chỉ đóng thuế cho nhà nước thôi, còn lợi ích thì mình vẫn tự mình lấy được. Câu số 2. 시장 경제 제재에 대한 설명으로 맞지 않는 것은, là cái giải thích mà không có đúng
về cái nền kinh tế thị trường là gì đây các bạn? 일본 정부가 경제 활동 전반을 계획하고 통제한다. Cái này là gì các bạn? Chính phủ nè lập kế hoạch và thống trị khống chế một phần trong bài một phần một nửa cái hoạt động về kinh tế. Cái này hồi nãy mình nói có nói về cái này sơ sơ nè, cái này là kinh tế gì các bạn? Nhà nước á, mà khống chế đó là kinh tế kế hoạch. Tiếp theo, 이번 모든 국민은 직접 선택의 자유 가진다. Tức là tất cả người dân đều có cái tự do mà chọn cái nghề nghiệp. Cái này thì thuộc về nền kinh tế thị trường. 3번 모든 국민의 재산권은 보장된다. Là cái quyền mà tài sản á, của tất cả người dân á, thì sẽ được bảo hộ về cái quyền mà tài sản. Tức là tài sản của mình sẽ được nhà nước bảo hộ. Ở Hàn Quốc cũng vậy, tài sản của mình được nhà nước bảo hộ. Đâu có ai có thể tới mà cướp giật tài sản của mình được. Cướp giật tài sản của mình hoặc là tự nhiên tới rồi chiếm chiếm giữ tài sản của mình thì không có được. Cái này là thuộc về nền kinh tế thị trường. 4번 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중하다. Cái này là gì các bạn? Mình sẽ được tôn trọng thang nghi á, tức là cái sáng tạo và cái tự do của cái mang cái tính kinh tế của các cái doanh nghiệp hoặc là cá nhân, tức là mình tự do mình muốn làm cái gì mình tự do, mình sáng tạo ra mình làm miễn là không vi phạm pháp luật à, mang tính kinh tế. Rồi cái này cũng thuộc về cái suy tăng chẳng CCC. Và trong này á, ba cái số 2, số 3, số 4 đều thuộc suy tăng chẳng CCC. Và cái thứ nhất là thuộc về kế hoạch CC, kế hoạch chẳng CCC. Nên là câu số 2 mình sẽ chọn được đáp án là đáp án số 1 nha. Tiếp theo mình qua câu số 3. 3번 시장 경제 제재의 문제점은 보완하기 위해 실시되는 경제 민주화에 대한 설명으로 틀린 것은. Cái này là gì các bạn? Để mà bổ sung cho những cái vấn đề để mà cái này là bổ sung, mang nghĩa bổ sung, nhưng mà giống như để mà khắc phục đó các bạn, những cái vấn đề của nền kinh tế thị trường muốn dây sầm, thì á, những cái giải thích trong những giải thích sau đây, cái giải thích nào là sai trong cái việc thực thi cái nền kinh tế thị trường này. Câu số 1, 사회적으로 피해를 주는 행위에 대한 법과 제도로 규제. Tức là mình sẽ quy định những cái chế độ và pháp luật mà nói về về cái hành vi mà gây thiệt hại mang tính xã hội. 2번 독과점 기업 규제와 공정한 경쟁 유지. Tức là mình duy trì cái sự cạnh tranh mà mang tính công bằng và cái quy định cái doanh nghiệp mà độc tài các bạn. Doanh nghiệp độc tài tốt ca chấm. 3번 경제적 약자들의 권익 보호, bảo hộ cái quyền lợi của những cái người mà yếu thế về mặt kinh tế. 4번 기업들의 경제적 활동은 적극적으로 지원, tức là viện trợ một cách tích cực cho những cái hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. Rồi trong cái phần này á, thì các bạn phải đọc sách lại nha các bạn. Các bạn đọc sách lại thì các bạn sẽ thấy cái câu mà không đúng trong cái phần mà câu số 3 này sẽ là câu số 4, tức là nhà nước chi viện tích cực cho cái hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. Cái này sẽ không có được đề cập tới trong cái bài ha. Trong bài nó sẽ đề cập tới ba vấn đề ở trên, tức là thứ nhất là cái câu số 1 nó nói là quy chế về chế độ và pháp luật, nói về cái hành vi mà gây thiệt hại mà mang tính xã hội, tức là những cái công ty á, mà ví dụ như làm sản xuất mà thải ra những cái chất thải gây ô nhiễm môi trường thì những công ty này sẽ bị phạt rất là nặng. Còn công thứ hai á, là tốt qua trong kỳ hợp chủ chế và cùng trong hành chọn trên duy trì cái cạnh tranh mà lành mạnh, cạnh tranh mà công bằng và cái quy chế
quy định cái chẳng thăm mến mà quy định các cái doanh nghiệp mà độc tài, tức là ở Hàn Quốc đó, thì có cái khung sơn Cò Đeo Uyên Thế mà nói về cái duy trì cái cạnh tranh mà lành mạnh, tức là cạnh tranh mà công bằng á, là mọi tất cả mọi doanh nghiệp đều được cạnh tranh công bằng, không có thiên vị về cái doanh nghiệp nào cả, và quy chế quy định những cái doanh nghiệp độc tài, tức là những cái doanh nghiệp lớn á, mà chèn ép những cái doanh nghiệp nhỏ thì không có được cái kiểu như đó các bạn. Nên câu 2 là đúng nha. Câu số 3. Chồng chơi cho giác cha từ đây bộ Quân Po, cái phần này cũng có ghi rõ trong sách, tức là bảo vệ cái quyền lợi của những cái người mà yếu thế trong xã hội mang tính kinh tế, tức là sao các bạn, tức là những cái người mà ví dụ như là những cái người nghèo nè, những cái tầng lớp mà những cái tầng lớp mà có thu nhập thấp nè, hoặc là những cái người mà sao ta bị tàn tật này nọ khi tham gia hoạt động kinh tế thì sẽ được giúp đỡ rất là nhiều, và các quyền lợi thì luôn luôn được bảo hộ ha. Còn câu số 4 không đề cập nên mình sẽ chọn được là câu số 3, mình sẽ chọn đáp án số 4 nha các bạn. Phần này các bạn đọc sách thêm nha. Câu số 4, 4번. 공정한 시장 질서를 유지하도록 노력하는 정부 기관은 무엇일까? Cái cơ quan chính phủ mà nỗ lực để mà duy trì cái trật tự thị trường công bằng đó là cơ quan nào? Hồi nãy mình mới nói xong. 1번, 공정거래위원회 là cái mình mới nói hồi nãy nè. Chính xác nha. Thứ hai là Khối ung nụ tung là gì các bạn? Bộ bộ lao động, bộ tuyển dụng lao động đó các bạn. Cái này nói về lao động. Xăm bền, vợ xong khóa dục vụ. Cái bộ mà gia đình phụ nữ hả? Cái bộ bộ nói về cái gia đình mà bộ gia đình phụ nữ chẳng cầm bán. Bộ gia đình phụ nữ, cái này nó nói là trong từ điển thì nó nói là bộ mà kiểu bình đẳng giới á, còn cái này mình hiểu thôi chứ mình không có dịch sát, mình dịch sát ra mình thấy đó không hợp, nó kỳ kỳ sao. Còn trong từ điển thì mình dịch theo từ điển là bộ bình đẳng giới ha. Xã bền khung minh quân ích quân hệ cái thằng cầm má mình có thể gọi là cái cơ quan hoặc là cái ủy ban bảo vệ quyền dân sự, quyền của dân. Rồi xong câu này thì mình sẽ chọn được cái cũng thân có đeo quyền thuế, cái này coi thời sự ngày nào cũng ra này á, cũng thân có đeo quyền thuế. Số 5, câu cuối cùng. Nam Hàn qua Bắc Hàn e 달라진 경제 상황에 대한 설명으로 틀린 것은, cái này người ta chụp sửa thành tilling rồi nha các bạn. Các bạn chọn những cái giải thích sai về cái tình trạng kinh tế mà khác biệt giữa Nam và Bắc. 1번, 1960년대 이전에는 남한이 북한보다 경제력이 앞서 있었다. Tức là gì các bạn? Và trước những cái năm 1960 á, thì cái nền kinh tế, cái năng lực kinh tế của Nam Hàn á, thì nó vượt trước Bắc Hàn, tức là Nam Hàn phát triển hơn Bắc Hàn. Tiếp theo 2번. 남한은 시장 경제 체제를 받아들이면서 북한보다 경제가 앞서기 시작했다. Tức là Nam Hàn á, khi mà nó áp dụng cái nền kinh tế thị trường á, thì nó bắt đầu nó vượt mặt về kinh tế so với Bắc Hàn. 3번. 현재 남한과 북한이 경제력 차이는 매우 큰 차이로 벌어졌다. Tức là cái sự mà khác biệt, cái sự khác biệt về cái năng lực kinh tế giữa Bắc Hàn và Nam Hàn hiện tại thì nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. 4번, 1960년대 이전에 남한에는 수력 발전소나 화학 공장이 있어서 경제가 북한보다 앞서다. Cái này có nghĩa là gì đây các bạn? Trước những năm 60 á, thì á, ở Nam Hàn vì có những cái xưởng mà về công nghiệp nè, về hóa học, là nó gọi là các nhà máy hóa học của các bạn,
hóa công tơ nhà máy hóa học, hay là cái sodium paljanso, sodium paljanso có nghĩa là các nhà máy thủy điện. Nam Hàn vì có cái này nên là cái nền kinh tế là vượt mặt Bắc Hàn. Trong cái câu này á, nó mình không biết làm sao nữa, sao mình thấy nó hơi sai sai sao. Tại vì câu số 1 nè, câu số 1 người ta kêu tìm câu sai nha các bạn. Câu số 1 á là nó nói là trước năm 1960 là Nam Hàn á thì có cái tiềm lực kinh tế á là dẫn trước Bắc Hàn. Tuy nhiên cái này là bị sai, trước năm 1960 á thì Bắc Hàn á nó có nền kinh tế mà dẫn trước Nam Hàn, thì câu này nó sai nè. Câu số 4 nó lại sai tiếp, tức là trước những năm 60 á thì ở Nam Hàn có, vì có những cái xưởng mà chế tạo hóa học và cái nhà máy thủy điện, nhà máy thủy lực có, thì nên là cái nền kinh tế nó đứng nó phát triển hơn Bắc Hàn. Cái này là bị ngược rồi, cái này là Bắc Hàn vì có cái này nên là phát triển hơn Nam Hàn, nên hai câu này nó đều bị sai. Trong này có hai câu sai mà trong đây không biết sao giáo viên để gì nữa, mình không biết cái này có bị ra đề sai không nữa. Còn theo như mình chọn đó là mình có câu 1 và câu 4 là hai câu sai luôn, còn hai câu giữa là hai câu đúng. Nên là câu này các bạn xem lại nha. Các bạn coi lại, các bạn có thể hỏi lại, bạn nào còn đi học đó thì có thể hỏi lại giáo viên của mình coi sao nha. Chứ cái này mình nghĩ là ra đề bị nhầm lẫn rồi đó. Rồi câu số 5 thì mình sẽ có câu 1 và câu 4 đều sai nha các bạn. Rồi mình tới đây thôi nha các bạn. Bye bye.